Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, FDI có vai trò tác động lan tỏa đến nền kinh tế, thể hiện qua tác động tích cực đến năng suất của khu vực doanh nghiệp trong nước. Mặc dù vậy, cho đến nay, tác động lan tỏa từ chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI vẫn còn yếu bởi có rất ít doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Sau 30 năm thu hút FDI, chuyển giao công nghệ vẫn chưa như kỳ vọng. Để đạt được mục tiêu đề ra thì cần những giải pháp và khuyến nghị nào về chính sách để thúc đẩy chuyển giao công nghệ mang lại hiệu quả thật sự cho doanh nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này. Trước khi đi vào nội dung chính, mời quý vị cùng đến với những tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam sau 30 năm thu hút FDI. Sau 30 năm thực hiện chính sách mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành một bộ phận quan trọng của nền kinh tế đất nước, là khu vực phát triển năng động, ngày càng có những đóng góp đáng kể trong sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam đã thu hút được 25.949 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 326,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó 84% số dự án là đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 180,7 tỷ đô la Mỹ, bằng 56% vốn đăng ký còn hiệu lực. Riêng trong 6 tháng năm 2018, Việt Nam đã thu hút được 1.362 dự án cấp mới và 507 dự án điều chỉnh vốn. 2.749 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đăng ký là hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư nước ngoài hiện là nguồn vốn bổ sung quan trọng, chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư cả nước, đóng góp khoảng 20% GDP. Đầu tư nước ngoài thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hiện nay 58% vốn FDI tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tạo ra 50% giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ chốt của nền kinh tế như dầu khí, điện tử, viễn thông. FDI đóng góp quan trọng vào xuất khẩu, tạo nên giá trị xuất khẩu lớn. Ngoài ra, FDI góp phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thay đổi cơ cấu lao động. Tính đến nay, khu vực doanh nghiệp có vốn FDI đang tạo việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động trực tiếp và 5-6 triệu lao động gián tiếp, đồng thời góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tạo sức ép cạnh tranh. Cùng với bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển, mở rộng thị trường, các doanh nghiệp FDI sẽ góp phần chuyển giao kỹ năng quản lý cho người Việt Nam, tạo sức ép cạnh tranh, đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp trong nước. Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, việc đón nhận công nghệ từ các nước tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần gia tăng nội lực quốc gia, giúp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển so với việc tự nghiên cứu, thử nghiệm. Theo đó, mục tiêu từ đầu của chính phủ thu hút FDI là công nghệ hiện đại và lan tỏa cả nền kinh tế. Nhưng thực tế, mặc dù Việt Nam đã thu hút nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới đầu tư vào, song sự phát triển của những tập đoàn này đã không kéo khu vực doanh nghiệp trong nước phát triển như kỳ vọng. Được thành lập từ năm 1998 với mục tiêu trở thành một thành phố khoa học và công nghệ của khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, sau 20 năm hoạt động, khu công nghệ cao Hòa Lạc mới chỉ có 81 dự án đầu tư vào đây, trong đó chỉ có 14 dự án đầu tư chuyển giao khoa học công nghệ từ các doanh nghiệp FDI, một con số quá khiêm tốn so với mục tiêu kỳ vọng. Với khu công nghệ cao Hòa Lạc thì cái thu hút FDI của chúng tôi là có thể nói là gặp khó khăn. Như tôi nói ban đầu, phải có tiêu chí đầu tư vào nghiên cứu triển khai, cho nên nhiều các doanh nghiệp nước ngoài khi mà đầu tư vào Việt Nam hoặc là đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc thì cũng chưa muốn đầu tư vào nghiên cứu triển khai. Do vậy thì cái kết quả thu hút FDI của chúng tôi được 14 dự án trên tổng thể là 85 dự án thì đó cũng không phải là số liệu lớn. Câu chuyện chuyển giao công nghệ một lần nữa lại nóng lên khi mới đây hội thảo chuyên đề về thu hút chuyển giao công nghệ trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức. Nhiều thực trạng về thu hút chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa đã được chỉ ra. Cụ thể, FDI chưa tạo được mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam để cùng tham gia chuỗi giá trị, chưa thúc đẩy được công nghiệp hỗ trợ Việt Nam phát triển, hoạt động chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý chưa đạt kỳ vọng. Cái chuyển giao công nghệ trong các cái dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài thì chúng ta phải hiểu là gì? Là đây là cái chuyển giao ngang, tức là chuyển giao các cái công nghệ đã được thương mại hóa giữa các doanh nghiệp với nhau, và cái doanh nghiệp mà có công nghệ ở nước ngoài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước mà đa số họ chiếm 100% vốn, thì thực chất chỉ là cái chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Cho nên những cái mong muốn của nhà nước Việt Nam thực sự là cũng chưa đạt được. Điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy, các doanh nghiệp FDI chỉ mua khoảng 26,6% thiết bị đầu vào từ doanh nghiệp Việt Nam, còn lại là nhập khẩu và nhập từ công ty mẹ. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp Việt Nam đang được hưởng lợi rất ít từ hiệu ứng lan tỏa
do dòng vốn FDI mang lại qua quá trình chuyển giao công nghệ, chuyển giao kiến thức và nâng cao năng suất. Nay hầu như không có cái liên doanh nào giữa đầu tư nước ngoài với lại doanh nghiệp tư nhân cả. Và cái việc ký kết hợp đồng dài hạn thì rất là thấp. Vì vậy cho nên là cái doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào cái chuỗi giá trị để cung ứng những các cái linh kiện, những các cái sản phẩm hỗ trợ cho cái sản phẩm của nước ngoài như là ô tô của Toyota thì thấp, như là điện thoại thông minh của Samsung thì thấp. Nhìn lại giai đoạn 2006-2015, trong 14.000 dự án FDI mới có khoảng 600 hợp đồng chuyển giao công nghệ, đạt 4,28%. Đặc biệt là về chất lượng của các công nghệ được chuyển giao, có hơn 80% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ trung bình của thế giới, 14% ở mức thấp và lạc hậu, chỉ có 6% sử dụng công nghệ cao. Ví dụ như là khi các doanh nghiệp FDI, khi họ vào Việt Nam, nếu như chủ yếu họ tận dụng cái lao động giá rẻ, thì đương nhiên rằng các cái công nghệ mà gọi là công nghệ cao của họ cũng không nhiều. Và chính vì vậy mà cái chuyển giao cho doanh nghiệp trong nước cũng không nhiều. Một cái thực trạng thứ hai liên quan đến việc là cái năng lực hấp thụ của doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng tôi đều nhìn thấy rằng là nhìn chung ấy thì năng lực hấp thụ của doanh nghiệp Việt Nam là thấp, bởi vì nó liên quan đến cái đầu tư cho R&D cũng như là các cái khoản gọi là đầu tư cho máy móc và trang thiết bị. Khi mà cái khoảng cách công nghệ khá là cao thì cái việc chuyển giao công nghệ nó khó có thể xảy ra. Với thực trạng này, theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2016, hiệu quả chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp FDI của Việt Nam thấp hơn ở mức đáng ngạc nhiên và có xu hướng ngày càng bị đẩy ra xa so với các quốc gia trong khu vực. Cụ thể, năm 2009, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 57 trên toàn cầu về tiêu chí này, nhưng đến năm 2014, Việt Nam đã tụt xuống ở vị trí thứ 103, giảm 46 bậc sau 5 năm, thấp hơn nhiều so với vị trí các nước trong khu vực như Malaysia xếp thứ 13, Thái Lan thứ 36, Indonesia thứ 39, Campuchia thứ 44. Hệ số chuyển giao công nghệ từ FDI sang Việt Nam thì đang rất là thấp. Công nghiệp hỗ trợ của chúng ta chưa phát triển. Và hiện nay trước cái yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh thì nhiều các cái doanh nghiệp lớn, mà điển hình là Samsung, đã phải vận động để đưa các cái nhà cung ứng từ nước ngoài vào Việt Nam. Mà đây chúng ta hiểu đấy chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài vào Việt Nam để đảm bảo cái hệ thống cung ứng các cái thiết bị phụ tùng cho họ. Các chuyên gia cho rằng 30 năm nhìn lại, FDI đã đóng góp nhiều cho nguồn vốn xã hội, phát triển sản xuất, tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn mà chúng ta nên hướng đến khi thu hút FDI vẫn là việc tiếp cận các công nghệ hiện đại, giúp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về công nghệ với các nền kinh tế phát triển. Thưa quý vị, FDI có vai trò tác động lan tỏa đến nền kinh tế, thể hiện qua tác động tích cực đến năng suất và chất lượng của khu vực doanh nghiệp trong nước. Mặc dù vậy, tác động lan tỏa từ chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI vẫn còn yếu bởi có rất ít doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI. Sau 30 năm thu hút FDI, chuyển giao công nghệ vẫn chưa như kỳ vọng. Chuyên sản xuất các sản phẩm cao su cho công nghiệp phụ trợ, cung cấp sản phẩm phụ tùng cao su kỹ thuật cho các đối tác lớn trên thế giới, dùng trong ngành ô tô. Đại diện doanh nghiệp này nhận định, những yếu kém và hạn chế trong ngành công nghiệp phụ trợ là ví dụ điển hình cho thấy hiện còn nhiều doanh nghiệp nước ta do không đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư trong việc kết nối. Đối với công nghiệp phụ trợ thì yêu cầu là cái chất lượng sản phẩm nó mang tính chất đồng đều và cái tính truy xuất rất là cao. Có nghĩa là sau khi mà sản phẩm làm ra rồi thì cái sản phẩm đó được tìm kiếm cái nguồn gốc rất là dễ dàng. Hiện nay thì chúng ta gặp rất nhiều khó khăn ở chỗ là cái sản phẩm nó phải mang cái tính chất lượng nó đồng đều. Từ sản phẩm thứ nhất đến sản phẩm thứ 1 triệu chẳng hạn thì nó phải đồng đều. Đối với những công ty mà quy mô nhỏ gia đình thì thật sự là rất là khó khăn. Khi mà làm như vậy thì không có ghi chép lại hết. Đối với lại nước ta thì những công ty mà gia đình như vậy thì làm thì thật sự là ta mua ở những thị trường trôi nổi thì rất là khó tham gia vào công nghiệp phụ trợ.
Là một trong những địa phương có dòng vốn FDI dẫn đầu cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tích cực đẩy mạnh hoạt động kết nối và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác cùng Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam. Theo đó, hai bên sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ gặp mặt giao lưu để trao đổi kinh nghiệm. Hai bên sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối giao thương, liên kết tổ chức các sự kiện hội thảo theo chuyên đề thỏa thuận nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho môi trường kinh doanh, cho hoạt động hiệp hội và doanh nghiệp. Hai bên sẽ cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục và tiếp đón các nhóm đoàn doanh nhân, doanh nghiệp đến Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên sẽ cung cấp thông tin, hỗ trợ thủ tục doanh nghiệp hai bên để tìm hiểu thị trường, cơ hội đầu tư, cơ hội kinh doanh tại hai nước. Cái chuyển giao công nghệ tốt nhất là tăng cường cái sự giao lưu giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với các doanh nghiệp FDI. Mục đích là để có cái sự liên kết và cung ứng các cái sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Qua đó thì doanh nghiệp Việt Nam mới có cái cơ hội để mà thay đổi cái khoa học công nghệ và tiếp cận với khoa học công nghệ mới. Trong chuỗi chương trình trưng bày gần 6.000 sản phẩm sáng tạo thông minh của Đài Loan diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 7 năm 2018, một trong những nền kinh tế có năng lực cạnh tranh và công nghệ thông minh phát triển nhất thế giới, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan, từ đó đẩy mạnh kết nối hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam. Để tìm những cơ hội để hai bên không những chỉ là hợp tác mua bán mà có thể tiến tới là cùng nhau sản xuất những thiết bị công nghệ cao tại Việt Nam và không những cung cấp cho thị trường Việt Nam mà có thể cung cấp cho những thị trường các nước khác. Đối với các doanh nghiệp FDI cần có những cơ chế khuyến khích thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ. Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyển giao công nghệ một cách gián tiếp cũng là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả, khuyến khích nhà đầu tư tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước. Hiện nay, nước ta có khoảng 20.000 doanh nghiệp FDI, trên 600.000 doanh nghiệp trong nước, trong đó có nhiều tập đoàn lớn, do vậy cần xây dựng chính sách và cơ chế liên kết giữa hai loại hình doanh nghiệp, bao gồm phát triển công nghiệp hỗ trợ, liên kết theo chuỗi cung ứng sản phẩm, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, kể cả bắt buộc hình thức liên doanh giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư Việt Nam để thực hiện dự án FDI trong một số trường hợp. Doanh nghiệp nước ngoài vào đây, họ mang những công nghệ, mang dịch vụ cao vào đây, thì nó tạo ra sức cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước. Thì doanh nghiệp trong nước từ đó họ sẽ phải nâng cấp mình đi mua công nghệ để nâng cấp cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Thì đấy cũng là một dạng chuyển giao một cách gián tiếp. Bây giờ là bình đẳng mà. Đấy, cho nên là khuyến khích. Và bây giờ người ta sẽ cơ chế win-win, các bên người ta sẽ tự thỏa thuận được. Và tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư nước ngoài người ta cũng muốn hợp tác với trong nước để người ta giảm được giá thành. Theo các chuyên gia, cần quy hoạch chuỗi giá trị cho từng ngành, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi giá trị. Thí dụ như là để mà đạt được cái mục tiêu của mình đặt ra là để FDI nó chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ. Như vậy thì khi mà chúng ta đầu tiên là chúng ta phải trong cái chiến lược á, chúng ta phải quy hoạch cái chuỗi giá trị của cái ngành. Như vậy thì chúng ta phải định vị luôn cái ngành nào, cái lĩnh vực nào, cái nhóm nào mà FDI họ qua. Rồi khi mà họ qua đó thì những cái phần còn lại là những cái doanh nghiệp trong nước mình có thể cung ứng phụ trợ với họ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cần chủ động trong việc tìm kiếm kênh chuyển giao công nghệ thông tin qua hợp đồng mua bán phát minh, bản quyền, thương hiệu, hợp tác nghiên cứu với cơ quan tổ chức trong nước, chuyển giao công nghệ thông qua FDI, không bị động trong việc tìm kiếm công nghệ thích hợp với từng doanh nghiệp. Một trong những nguyên nhân khiến việc chuyển giao công nghệ là doanh nghiệp trong nước không thể đáp ứng được yêu cầu, do đó cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia vào kết nối, dịch vụ chuyển giao công nghệ nhằm hỗ trợ quá trình tìm kiếm giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ với các loại hình như môi giới chuyển giao công nghệ, định giá công nghệ, giám định công nghệ, xúc tiến chuyển giao công nghệ. Theo các chuyên gia, trong khi được trải thảm nhiều ưu đãi vào chính sách đất đai, thuế, khu vực FDI vẫn phát triển khá biệt lập, làm gia công, ít đầu tư nghiên cứu sáng chế và đặc biệt không chịu chuyển giao công nghệ và vòng đời thiết bị cho doanh nghiệp Việt. Nguyên nhân là do chính sách của Việt Nam không bắt buộc doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ, mà chủ yếu là khuyến khích các doanh nghiệp FDI chuyển giao mà không có ràng buộc pháp lý. Vậy thời gian tới cần có những quy định cụ thể như thế nào? Ngay sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dù đã có luật chuyển giao công nghệ sửa đổi năm 2017, song để đạt được mục tiêu chuyển giao công nghệ thì các văn bản pháp luật liên quan theo hướng bắt buộc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ và chỉ thực hiện chính sách ưu đãi đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được thực hiện có kết quả. Thì trong luật cũng đã có quy định rõ là cái hoạt động quản lý nhà nước đối với chuyển giao công nghệ như thế nào. Trách nhiệm của các bộ ngành, trách nhiệm của các cơ quan thẩm định, rồi trách nhiệm
của các cái hội đồng, các cái chuyên gia mà tham gia vào cái việc thẩm định các dự án đầu tư. Trong này nó quy định rất rõ là cả tổ chức cũng như cá nhân. Nếu ví dụ như hội đồng thì là các chuyên gia là phải có chịu trách nhiệm vì là họ được mời vào với tư cách là cá nhân và họ chịu trách nhiệm. Báo cáo các khuyến nghị về chiến lược FDI thế hệ mới và tầm nhìn 2020-2030 của Việt Nam mới công bố, Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng cần xem xét lại toàn bộ khung chính sách ưu đãi đầu tư hiện tại và tái thiết lập sự cân bằng giữa các chính sách ưu đãi dựa trên lợi nhuận với ưu đãi dựa trên hiệu quả. Trước đây những cái cơ chế khuyến khích thì thường nhắm vào là các cái doanh nghiệp FDI mà với quy mô lớn, tức là đầu tư lớn rồi sử dụng lao động lớn. Nhưng mà để thực chất để chúng ta có thể làm tốt cái công tác chuyển giao công nghệ thì tôi có cái đề nghị, tức là các cái chính sách ưu đãi nó phải đi cùng với các hoạt động chuyển giao công nghệ. Ví dụ như là nếu mà các doanh nghiệp nào ấy, mà càng đầu tư nhiều vào trong nghiên cứu triển khai thì được hưởng càng nhiều ưu đãi, chứ không phải cao. Cái thứ hai nữa là tôi cũng đề nghị là đối với các cái nhà đầu tư FDI mà có liên doanh hoặc là có thành lập các cái trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam thì lại được hưởng thêm ưu đãi bổ sung. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái biện pháp nó sẽ đi vào chiều sâu để thúc đẩy phát triển cái hoạt động khoa công nghệ nhiều hơn, chuyển giao công nghệ nhiều hơn là chúng ta đi vào chiều rộng. Với tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu thế chung của thế giới, để doanh nghiệp FDI không áp đảo doanh nghiệp nội, đồng thời tạo tính lan tỏa, chính phủ cần tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp FDI đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ cần thu hút có chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, quản trị tốt, ưu tiên nhiều hơn cho các doanh nghiệp FDI có chính sách kết nối với doanh nghiệp Việt Nam. Việc kết nối này sẽ giúp cả hai khu vực mạnh lên cùng phát triển. Khu công nghiệp và công nghệ đó của nước ngoài đó, Việt Nam hiện nay mới dừng ở cái mức gia công và phân phối, chứ còn thiếu đi cái những cái bước tiến để đi vào hai giai đoạn sau rất quan trọng, đó là sản xuất theo cái giấy phép và cuối cùng là tự nghiên cứu để sản xuất theo công nghệ của mình. Điều này nó đòi hỏi trong tháng tới đó, chúng ta phải tăng cường, một là cái chiến lược về phát triển công nghệ hỗ trợ, thứ hai là chiến lược phát triển theo chuỗi nhóm sản phẩm, đặc biệt là theo cái mô hình như là Samsung đã làm rất tốt, đó là khi họ vào họ đưa ra một danh sách khoảng 200 sản phẩm để chúng ta cung ứng. Và hiện nay ngay từ ban đầu chúng ta không có doanh nghiệp nào, hiện nay đã có cỡ khoảng độ trên dưới 30 doanh nghiệp cung ứng được sản phẩm. Đây chính là cái kênh tốt nhất để mà chuyển giao công nghệ trong cái quá trình thu hút sự lan tỏa và hấp thụ công nghệ từ đầu tư nước ngoài. Mà cách khác là chúng ta phải phát triển chuỗi sản phẩm liên kết với doanh nghiệp nước ngoài cộng với các chính sách cần thiết để mà đảm bảo cho cái quá trình nó được thực hiện. Xưởng năng suất động rất cao và đặc biệt là những cái ngành nào mà các động lan tỏa cái tiếng lớn thì chúng ta tập trung vào những ngành đó và xây dựng các chuỗi giá trị và chúng ta thu hút FDI theo cái chuỗi giá trị, như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ có sự gắn kết và tốt hơn giữa trong kinh tế trong nước và doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. Và đặc biệt ở đây là chúng ta phải xem và phải khảo sát thực sự là trong cái chuỗi giá trị đấy thì đối với những cái doanh nghiệp dẫn đầu thì những cái khó khăn của họ, chiến lược của họ trong thời gian tới trong bối cảnh mới, toàn cầu mới cũng như là cái bối cảnh công nghiệp 4.0 thì là những chiến lược họ làm sao và những cái chuỗi cung ứng của họ như thế nào. Và đặc biệt là có một cái sự khảo sát đánh giá rất là sâu đối với cái lớp, cái tier cuối cùng ấy, là cái nhóm cuối cùng là họ những khó khăn mà cản trở gây cho doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ vừa tham gia vào cái chuỗi liên kết toàn cầu hoặc cung ứng toàn cầu. Đặc biệt, trên tất cả là cần thành lập một cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới với đầy đủ thẩm quyền, chức năng, cơ cấu và ngân sách nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả các khuyến nghị đưa ra. Tôi nghĩ là hiện nay là cái việc là cần thiết. Bởi vì sao là cái cần phải có một cái cơ quan hỗ trợ cho cái việc là chuyển giao. Hiện nay là rất nhiều những cái công nghệ, máy móc thiết bị chúng ta chuyển giao vào Việt Nam nhưng mà khi chuyển giao về chúng ta không thể nắm bắt được. Và do vậy là nhiều cái máy móc thiết bị rất hiện đại nhưng lắp chiếu. Và chúng ta có những cái trung tâm hoặc là những cái cơ sở cơ quan đó, hỗ trợ về mặt chuyển giao kỹ thuật cũng như là giúp cho các doanh nghiệp, ví dụ doanh nghiệp nhỏ vừa chúng ta hiện nay không thể tự một mình có thể đo lường được cái sản phẩm chất lượng của ta đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong nước, nước ngoài. Do vậy việc ra đời những cái trung tâm hoặc là cái viện như này tôi nghĩ là rất cần thiết để giúp cho các doanh nghiệp chúng ta là có cái điều kiện là đo lường được cái chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các bộ ngành xây dựng báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, dự kiến sẽ báo cáo chính phủ vào tháng 10 tới. Theo đó, tất cả những nghiên cứu và đề xuất của nhóm chuyên gia sẽ được Bộ tiếp thu và tổng hợp vào trong báo cáo đánh giá tổng kết 30 năm của Việt Nam.
Chương trình Tiêu điểm Kinh tế cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.